Trong năm nay, mình cho phép bản thân mình có thể gai góc hơn với thế giới. Bạn không nghe nhầm đâu. Thật sự, có kiểu người lạnh lùng, gai góc với thế giới đối với họ là một chuyện rất là khó khăn. Cũng giống như việc là bạn đang kêu một bạn hướng nội đi ra làm quen với một đám đông xa lạ vậy đó. Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Hôm nay thì mình sẽ đặc biệt hỏi thêm mọi người một câu, đó là trong năm vừa rồi, các bạn đã học được bài học gì cho bản thân mình? Trước khi vào video thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản podcast. Các bạn hãy để lại một lượt đăng ký kênh cũng như là nhấn vào nút chuông, nhận những thông báo nếu mà cảm thấy thích kênh nha. Năm vừa rồi là một năm mà mình đánh giá là bản thân sẽ có nhiều sự va chạm với thực tế cuộc sống hơn. Bài học đầu tiên mình học được đó là học cách dám nói ra. Kiểu mình sẽ có cái tính cách là có nhiều chuyện mình sẽ không chọn nói ra để mà giữ cái hòa khí. Nhiều khi sẽ bị thiệt thòi. Mình ý thức rõ cái điều đó nhưng mà bản thân có nghĩ là thôi không sao, cho qua được thì cứ cho qua. Không hẳn là cái tính đó nó không tốt nha, nhưng mà nó chỉ là không tốt với bản thân. Nếu mà về lâu về dài, có chuyện gì cũng không dám nói ra. Thế là trong năm nay, khi mà có quá nhiều chuyện ấm ức, nhiều chuyện bức xúc, mình đã chọn cách nói ra cho đối phương. Khi mà chọn nói ra là lúc mình không bị đóng khung trong cái kiểu tính cách của mình. Thực sự, mình cũng đã có cái suy nghĩ qua. Những người ngoài sẽ có cái suy nghĩ là à thì ra đó, nó là như vậy. Thì ra cái bản tính của nó không tốt như vậy. Thì ra nó nhỏ nhen, nó ích kỷ, bla bla. Buồn cười lắm. Lúc trước đây là cái lý do khiến mình chần chừ không dám nói ra. Nhưng mà hiện tại, đây là cái nguyên nhân khiến mình phải nói ra. Ok, mình không thể cứ sống hết ra bên ngoài. Có cái gì cũng chiều, cũng đem hết ra bên ngoài được. Mình cũng có những cái nhu cầu của bản thân. Và mình cũng phải được quyền chăm sóc những cái nhu cầu bên trong của bản thân mình chứ. Là một người bên ngoài, hiểu hay không, đó là một sự lựa chọn của bạn. Biết sao giờ, mình cũng không thể bắt ép bạn phải hiểu cho mình, đúng không? Quan trọng là khi mình chọn cách nói ra, mình quan tâm tới cái quá trình nhiều hơn là cái kết quả. À, thì ra cái kiểu tính cách của mình nó còn có thể phát triển lên nữa. Mình đã ghi chú trong điện thoại ngày hôm ấy một câu, đó là mày làm tốt lắm Ký, tao tự hào về mày. Bài học thứ hai đó là học cách cố gắng khác đi. Mình đã mất khá lâu và đến năm nay mới học được bài học này. Bạn biết không, đôi khi cái giai đoạn mà mất thời gian và khó khăn nhất trong cái việc là ai đó học hỏi và trưởng thành chính là cái giai đoạn trước cái cột mốc mà bạn tự nói với bản thân là cứ như vậy thì sẽ không ổn. Thật sự đối với mình, cái giai đoạn trước đó là một cái giai đoạn nó mông lung, nó hoang mang khủng khiếp luôn. Và mình giá như cái lúc ấy á, có một người đi trước chỉ dạy lại cho mình phải làm như thế nào để mà vượt qua. Mình có cố gắng không? Xin thưa, mình có. Nhưng mà khi mà bước qua cái cột mốc mà thấy mà mọi chuyện đang không ổn á, thì mình nhận ra là à thì ra trước đó á, dù cho có cố gắng nhưng mà mình có phần ỷ lại, không muốn thoát ra cái vùng thoải mái của chính bản thân mình. Thậm chí là trước đó mình đã làm hẳn một clip mang tên là sai lầm khiến bạn cố gắng vẫn thất bại. Cố gắng thì có đó, nhưng mà nếu mình cố gắng theo lối mòn thì nên thay đổi. Vấn đề không phải là bạn đã cố gắng nhiều như thế nào, mà vấn đề là bạn hãy thử cố gắng một cách khác đi. Đây thật sự là một cái điều mà mình muốn gửi gắm đến tất cả mọi người luôn. Vì vậy, lần sau nếu mà bạn đang cảm thấy hoang mang, băn khoăn về chính bản thân mình, thì hãy thử cố gắng một cách khác đi nha, giống mình vậy đó. Bài học thứ ba đó là học cách cho phép bản thân mình gai góc hơn với thế giới. Người overthinking sẽ có một cái suy nghĩ là ok, tôi phải luôn hòa đồng, phải luôn 100% sự nhiệt tình của mình có như vậy thì tôi mới không bị đánh giá là khó gần quá chảnh. Được cái là tính của chúng ta cũng vốn dễ gần nên cái điều này nó không đi ngược lại với ta.
nhưng sẽ có thể là chính bản thân mình hơn. Nếu mà ta cho phép bản thân mình đôi lúc có quyền giận, có quyền quạo, có quyền không nhiệt tình và có quyền từ chối một ai đó. Đó chính là những cái giây phút ta có thể nghỉ ngơi. Luôn tích cực á, nó cũng rất là tốn năng lượng cho cơ miệng của chúng ta được nghỉ ngơi. Không cần lúc nào cũng phải miễn cưỡng nó cong lên. Đây cũng là một cái cách giúp chúng ta mặc kệ cái thế giới ngoài kia mà tập trung hơn vào chính bản thân mình. Trạng thái mà tích cực quá thì không được những người thiền tập quá đón nhận đâu. Vì điều đó nó như là đánh lừa cảm xúc thật của chính bản thân mình. Mà thiền tập lại chính là quan sát và chấp nhận chính bản thân ta. Trong năm nay, mình cho phép bản thân mình có thể gai góc hơn với thế giới. Bạn không nghe nhầm đâu. Thật sự, có kiểu người lạnh lùng, gai góc với thế giới đối với họ là một chuyện rất là khó khăn. Cũng giống như việc là bạn đang kêu một bạn hướng nội đi ra làm quen với một đám đông xa lạ vậy đó. Đó là vào một hôm mình bệnh. Mình thường sẽ có một cái thời khóa biểu mỗi ngày phải làm gì. Và nếu không làm mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Hôm đó thì đầu óc mình quay cuồng hết trơn là mình đành phải ngồi nhà nghỉ ngơi. Và nhân tiện thì mọi người nhớ nhắc mình là lên cái clip là phân bì sữa. Mệt do làm biếng và mệt thật nha. Thì hôm sau khi mà mình đã đỡ bệnh, chưa hết hẳn chỉ là đỡ thôi, thì do hôm trước nghỉ tập nên hôm sau phải tập bù. Mình đi tập với một cái tinh thần vẫn còn hơi ở oải. Những cái lúc này mình cho mình một cái đặc quyền, đó là mình có thể lạnh lùng với cả thế giới. Thì vẫn chào hỏi chứ, chỉ là mình những cái lúc này mình sẽ không chủ động giao tiếp và không lúc nào cũng miệng luôn tươi cười. Đó là ba điều mình đã học được trong năm nay. Còn các bạn thì sao? Trong năm nay có một dịp nào đặc biệt hoặc là một bài học đặc biệt nào mà các bạn đã học được không? Hãy cùng chia sẻ phía bên dưới với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này và cũng đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.